quy trình là thế, vâng. Chúc bác là anh đi tu ấy, công nhân các công đội chúc bác về cái mải cái mảng này gì cũng vậy. Này mấy tiếng nó chết à cháu? Dạ. Mấy tiếng nó chết? Lúc nào nó nguội thì chết không ạ? Nguội thì chết à? Dạ. À, cũng đến là 2 tiếng rồi nhỉ? À, nó khó chết đi. Em 6 tiếng nó chết được à? Như bên kia là thoải mái rồi nhỉ? Mỗi ngày này là giải được bao nhiêu mét? Mỗi ngày như này là 400 mét đâu ạ. Bao nhiêu mét? 400 mét đấy. 400 mét rồi. Ông làm một canh ui Yotobi. Thế là đường của chúng mình đã đổi mới. Không? Rồi, đúng rồi. À, đây. Đây là đoạn đường yên sạch đây. À, đang được tiến lên một con đường rất tuyệt vời. Và do các thợ giải đây là rất đắc lực và làm rất nhanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng mà đoạn đường của Nhân Trạch đang đổi mới. Thì hôm nay sẽ một đoạn đường vượt mà để dân đi lại nhé. Vâng. Được, hôm nay được khoảng 600 tấn thì xong á. Hôm nay được 400 thì... Mẹ ơi nha. Lấy sức làm nhanh để về Tết sớm. Ừ.
Ô, có cái gì đây ạ? Ít là 27 đi. Anh em ở tận đâu? Cái này thế này mà lên Tân Khê chắc là phải lên đến nằm ở kia đến Tết luôn đấy nhở? Đây cô đấy bây giờ còn sót này bỏ hết còn đúng rồi này, thằng này là dân chịu chơi anh hiểu chưa?